Nhìn lại pha bóng này, các bạn có nhận thấy Casemiro đang đứng ở đâu không? Vâng, khi mà Lisandro Martinez bị vượt qua, tiền vệ người Brazil mới chỉ đang cố gắng lùi về hỗ trợ phòng ngự với một tốc độ chậm chạp. Harry Maguire lúc này đã phải đối mặt với hai cầu thủ tấn công của Fulham, và nếu không có sự điềm tĩnh cùng với việc Kobbie Mainoo hỗ trợ, thì rất có thể là Manchester United đã phải nhận pha hãm thành nguy hiểm. Câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao Quỷ Đỏ còn chưa đưa một tiền vệ phòng ngự mới về sân Old Trafford nữa? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với bình luận viên Cú Tuấn tìm hiểu mục tiêu được Quỷ Đỏ dốc toàn lực để theo đuổi trong mùa hè năm nay, Manuel Ugarte, có gì thú vị và liệu có hợp với Manchester United không nhé? Mới đây, theo tờ Telegraph, Manchester United đã được Paris Saint-Germain đề xuất cho mượn Manuel Ugarte đến hết mùa giải năm nay, kèm theo điều kiện bắt buộc mua đất vào kỳ chuyển nhượng năm sau. Hai bên đều đang có sự tin tưởng rằng thương vụ sẽ hoàn thành trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là phía Manchester United, Quỷ Đỏ đang cực kỳ gấp gáp nhằm chốt sổ đội hình để chinh chiến trong mùa giải năm nay. Trên thực tế thì hai câu lạc bộ đang tiếp tục đàm phán trong bối cảnh cầu thủ 23 tuổi quyết tâm rời nước Pháp trong mùa hè năm nay. Đội bóng thành Paris muốn thu hồi khoản phí 60 triệu euro mà họ đã từng trả cho Sporting Lisbon để có được tiền vệ người Uruguay vào mùa hè năm ngoái. Trong khi đó thì tờ Manchester Evening News hiểu rằng Ugarte vẫn là mục tiêu ưu tiên của Manchester United để tăng cường hàng tiền vệ. Dù có một số liên lạc khác nhưng với huấn luyện viên Erik ten Hag cũng như phái đoàn chuyển nhượng thì họ đặt trọn niềm tin vào Ugarte. Đến hôm qua, hai bên đã chốt xong thỏa thuận sơ bộ và sẽ sớm công bố bản hợp đồng của cầu thủ này. Tiền vệ người Uruguay được Manchester United coi như là sự thay thế hoàn hảo cho Casemiro khi lão tướng người Brazil tỏ rõ dấu hiệu sa sút trong mùa giải trước. Tuổi tác đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ của cựu sao Real Madrid, buộc Quỷ Đỏ phải nhanh chóng tìm người thay thế và hơn cả là tìm cái tên chơi cặp với Kobbie Mainoo trong giai đoạn sự nghiệp tiếp theo. Tiền vệ đang chơi cho Paris Saint-Germain được mô tả là một tiền vệ phòng ngự toàn năng, đóng góp quan trọng trong giai đoạn đội bóng của mình phải đối mặt với các pha tấn công. Ugarte là sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất vượt trội cùng với khả năng theo đuổi cầu thủ có bóng của đối phương quyết liệt và cuối cùng là sự quyết đoán trong bộ kỹ năng phòng ngự từ cắt bóng đến xoạc bóng giải nguy. Để phát huy tối đa điểm mạnh của mình, Ugarte thường được dùng trong sơ đồ có hai tiền vệ trung tâm để bù trừ lẫn nhau. 4-2-3-1 chính là lựa chọn khả dĩ nhất và đó cũng là sơ đồ mà nửa đỏ thành Manchester đang sử dụng trong nhiều năm trở lại đây. Với một cặp double pivot ở giữa sân, Ugarte sẽ có nhiệm vụ rõ ràng trong việc phòng ngự, đánh chặn và thu hồi bóng giúp người chơi cạnh. Trong khi đó, Mainoo sẽ được thoải mái nhận bóng để tịnh tiến nó lên phía trên, giảm gánh nặng phòng ngự lên sao trẻ người Anh. Một trong những điểm mạnh nhất của Ugarte là khả năng cướp bóng. Mùa giải tốt nhất tại đội bóng Bồ Đào Nha chứng kiến cầu thủ này thực hiện 57 lần cướp bóng với trung bình là 4,64 lần mỗi 90 phút. Tại Paris Saint-Germain, phong độ của Ugarte có phần sa sút, nhưng cầu thủ này vẫn có 40 lần đánh chặn và trung bình là 4,56 pha tắc bóng mỗi 90 phút. Ngoài ra, khi khoác áo Sporting Lisbon, anh cũng có trung bình 8 lần thu hồi bóng mỗi 90 phút, cao nhất tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, với xu hướng thích chuyền bóng ngay sau khi giành được quyền kiểm soát, anh sẽ mang lại sự nguy hiểm khi chuyển đổi trạng thái. Đó chính là sự ưa thích của Ten Hag khi tìm người chơi cùng với Kobbie Mainoo. Không chỉ giỏi trong phòng ngự mà mẫu cầu thủ này cần phải hỗ trợ tấn công, tịnh tiến bóng lên phía trước một cách hiệu quả nhất. Khi chúng tôi có bóng, đó là một trò chơi, anh ấy nói thêm trong cuộc phỏng vấn với trang web của Paris Saint-Germain. Khi chúng tôi không có bóng, đó là một cuộc chiến. Với hàm ý mà tiền vệ này nói, tất cả sẽ chiến đấu trên sân để giành lại quả bóng cho mình dù có phải làm bất kỳ điều gì. Manuel Ugarte trên thị trường lúc này rõ ràng đang là cái tên hoàn hảo nhất để Manchester United có thể mua với mức giá phù hợp nếu hai đội tìm ra được tiếng nói chung. Ngôi sao người Uruguay là một cầu thủ có năng lượng phù hợp với một đội bóng cần phòng ngự từ xa như là Manchester United hay là giảm thiểu nguy hiểm khi cầu thủ đối phương tiến đến gần khung thành đội nhà. Điểm mạnh đã điểm, vậy điểm yếu ở tiền vệ này là gì mà khiến anh bị loại khỏi đội hình của gã nhà giàu nước Pháp chỉ sau có một mùa giải? Liệu có phải món hàng thải rước họa vào thân cho Manchester United hay không? Hãy tiếp tục tìm câu trả lời trong video nhé! Đầu tiên, Ugarte chưa thực sự đáp ứng được những yêu cầu mà Paris Saint-Germain muốn ở Anh, nhất là trong bối cảnh họ phải cạnh tranh với Chelsea trong mùa giải trước nhằm tìm được tiếng nói chung với Sporting. Chia sẻ trên RMC Sport, tiền vệ phòng ngự này nói,
Tôi biết rằng Paris Saint-Germain kỳ vọng nhiều hơn từ tôi khi chi ra số tiền lớn để đưa tôi về. Trong nhiều thời điểm của mùa giải, tôi cảm thấy bản thân lẽ ra có thể đóng góp nhiều hơn. Việc Paris Saint-Germain không đạt đến những mục tiêu quan trọng làm tôi cảm thấy bản thân đã thực sự thất bại. Kể từ khi huấn luyện viên Enrique đổi sang sơ đồ 4-2-3-1, Ugarte tưởng như sẽ tìm được cơ hội, nhưng chẳng có điều kỳ diệu gì xảy ra cả. Anh không phải là một người giỏi chuyền bóng, giỏi khi nhận bóng quay lưng với hàng thủ. Đây là điều mà huấn luyện viên Enrique không thích ở một người đã lùi sâu trong hàng tiền vệ của mình. Trong khi đó thì Vitinha lẫn Jair Emery lại làm cực kỳ tốt nhiệm vụ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha giao phó. Phong cách chuyền bóng bảo thủ của Ugarte khiến anh trở thành một người thừa trong lối chơi kiểm soát của Luis Enrique. Anh đạt trung bình là 4,1 đường truyền tịnh tiến và 0,7 đường truyền tạo cơ hội mỗi 90 phút ở Ligue 1, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của giải đấu dành cho các tiền vệ là 5,4 và 1,2. Ngoài khả năng chuyền bóng chưa tốt ra, Ugarte cũng là mẫu cầu thủ không quá kỷ luật trong việc giữ vị trí trong đội hình. Với một huấn luyện viên yêu cầu cao trong cự ly đội hình thì rõ ràng là tiền vệ người Uruguay đã không đáp ứng được điều này. Thất bại 1-2 của Paris Saint-Germain trước AC Milan tại Champions League vào đầu tháng 11 đã minh họa cho sự không phù hợp giữa cách tiếp cận bóng đá hết mình của Ugarte và mong muốn của Enrique về kỷ luật vị trí và cách chơi tiến lên khi kiểm soát bóng. Ngoài những khác biệt về phong cách, cũng đáng để đặt ra câu hỏi là liệu Ugarte có phải chỉ đơn giản là gặp khó khăn trong việc thích nghi với một giải đấu top 5 khốc liệt hơn nói chung hay không? Vậy liệu người hâm mộ Manchester United có thể kỳ vọng gì ở Manuel Ugarte nếu anh cập bến đội bóng trong mùa hè này hay không? Phong cách giành bóng của Ugarte có thể khiến cho Ten Hag quay lại với phong cách chơi từng thấy ở United trong một số giai đoạn của mùa giải 2022-23 khi mà chiến lược gia người Hà Lan mới cập bến nửa đỏ thành Manchester. Cầu thủ người Uruguay là một cầu thủ giành bóng đã được chứng minh và có thể đóng vai trò bảo vệ hàng phòng ngự an toàn như Casemiro, mặc dù anh ấy không giỏi trên không khi tranh chấp như là người đàn anh đến từ Brazil. Vì không có đối tác tiền vệ toàn diện nổi bật nào cho Kobbie Mainoo vào mùa hè này, Ugarte có thể được coi là tiền vệ phòng ngự tạm thời, trong khi có thể tích lũy thêm tiền cho một mục tiêu dài hạn lý tưởng hơn vào những mùa hè sắp tới. Việc ký hợp đồng với Joshua Zirkzee và Lenny Yoro cho thấy lý do để tin rằng United đang tìm cách dành mùa hè này để ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ hơn, đó là từ 25 tuổi trở xuống, kết hợp với những phẩm chất kỹ thuật ấn tượng và kỹ năng thể chất mạnh mẽ hơn. Ugarte khi đến Manchester United có thể hỗ trợ pressing và chống pressing từ đối phương, với các bản hợp đồng như là De Ligt, Mazraoui cùng với một chân truyền như Lisandro Martinez lẫn Onana sẽ giảm thiểu gánh nặng chuyền bóng lên Ugarte. Về lý thuyết thì một hàng thủ 4 người bao gồm De Ligt, Mazraoui cùng với Lisandro Martinez và Diogo Dalot có nghĩa là Ugarte chỉ phải tập trung vào việc giữ bóng và luân chuyển khi có bóng. Trong bối cảnh đó, việc chuyền bóng ngắn của anh sẽ mang lại sự kiểm soát nhiều hơn cho đội bóng này. Trở lại thời điểm ngôi sao trẻ này còn khoác áo Sporting Lisbon, Manuel Ugarte thường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-2-1. Sau đó thì tại Paris Saint-Germain, đôi khi anh được chuyển sang đá tiền vệ phòng ngự trong hệ thống 4-1-5. Ten Hag được biết đến với đội hình ưa thích là 4-2-3-1, đồng nghĩa là Ugarte sẽ đá cặp cùng với Kobbie Mainoo. Với các số liệu thống kê nêu trên, đây có thể là một sự kết hợp hoàn hảo. Tất nhiên, điều quan trọng là Manchester United cần phải sớm hoàn tất thương vụ này. Còn các bạn đánh giá sao về thương vụ này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.